Xin chào cả nhà nhé. Đây là cái giờ giải lao sau những phút căng thẳng ở trên lớp. Ta sẽ trở lại với bộ môn thu bác sĩ. Đây là một bộ môn dành cho sức khỏe rất tốt. Bộ môn sách xô bác sĩ. Đầu tiên là sẽ được trộn ngựa. Đây là một công việc khá là dễ dàng, cần những người có đủ sức khỏe. Và đang đi vào cái bộ môn này. Sách xô và bác sĩ chuyên ngành xây dựng. Chuyên ngành này hiện nay đang rất là khát nhân lực và không khi ra nói vào thì đợi đấy thôi, nói vào chỗ thông tin, bỏ thông tin, bỏ cái thông tin ra nói như cho nó chảy thẳng. Đây là bà chủ đã chỉ đạo được nghỉ dậy đi cà phê kiếm cuộc sống. Đang nói về nguồn nhân lực của ngành này, ngành này đang rất là thiếu nhân lực các bạn. Hôm nay chủ yếu là các bác các cụ từ 45, 50, 60 tuổi là đi làm gì này. Thanh niên bây giờ họ ít làm các bạn. Ngày này bây giờ tại thu nhập công thì cũng tương đối tốt, với phụ thì có thể được từ 280 đến 350 nghìn. Còn thợ thì có thể đạt đến 400, thợ tốt đạt 500. Công việc thì cũng hơi vất vả một chút, nên là phải trời nắng thì làm được, nhưng trời mưa thì không làm được. Đấy, những công trình mà đã hoàn thiện ở phần thô thì trời mưa ra có thể vào bên trong để hoàn thiện nốt thì vẫn làm được. Đấy. Và mùa này thì thực sự vẫn chưa phải là mùa xây dựng, thì đang là mùa mưa nên là nhiều cánh thợ vẫn đang phải nghỉ chưa có được ra. Và xây dựng này càng vào mùa hè nóng bức thì người ta xây dựng nhiều, thì mùa đấy thời tiết nó ít mưa hơn và khô ráo. Tuy nhiên thì nếu mà xây dựng vào mùa đó thì các bạn rất là vất vả, nắng nôi, thời tiết rất nóng, đặc biệt là mùa hè có thể lên đến gần 40 độ, ngoài trời thì lên đến 45 độ, rất là nóng. Đấy. Rất là nóng luôn. Nhìn nhé. Công việc là ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước phát triển thì người ta tuyển lao động nước ngoài về để làm việc, không được như thế này. Bên nước họ thì thanh niên ta không mặn mà với công việc này thì nó rất là nắng nôn và vất vả. Tuy nhiên là với sức cần cù chịu khó của người Việt Nam thì chúng ta làm được tất. Ở đây ta để cho thêm xi.
làm này, nếu mà làm nhẹ nhàng, tinh tốn thì cũng rất khỏe các bạn, coi như là một bộ thủ tục luôn, rất khỏe. Đây là những bao xi là mỗi bao nặng 50 cân. Nếu mà các bác mà đi làm người bốc xi thì mỗi bao xi các bác được trả 2.000 một bao. Ngày các bác bốc 100 bao là được 200.000. Bốc từ kho lên xe, từ xe xuống nơi tập kết vật liệu của chủ nhà thì chủ vật liệu xây dựng sẽ trả cho các bác tầm 2.000 một bao. Một ngày thì các bác nếu mà chủ mà bán được càng nhiều hàng thì các bác bốc xi càng nhiều, và lúc đó thì lợi nhuận càng sẽ được càng công càng đạt công thì là xây dựng. Được trộn vữa. Bây giờ thường thì một khi mà xây tường 10 thì một cụ sẽ phải cái cụ được cho tầm 3 thước xây. Một cụ các bạn xây. Thế ở tầm thấp. Còn lên tầm cao thì sẽ giảm cụ, tăng cụ. Đúng không? Hoặc là giảm thợ xây. Đấy. Các bác thợ xây thì hiện nay nhìn qua là toàn các bác có nhiều tuổi thôi. Các bạn ít tuổi như mình đây rất ít. Toàn trên 40, 45, 50, có bác 60, có bác 65 vẫn đi xây. Các bác rất là yêu nghề. Chỉ để làm được thì tôi được như thế này. Vữa đánh ra đều bắt đầu có độ dẻo rồi. Đấy. Nếu ta cần vữa tốt hơn thì ta sẽ thêm xi nữa. Cho vữa tốt. Đã thêm xi vào. Rất tốt. Mình thấy các bạn đánh vữa này không hề nhẹ nhàng đâu. Ta phải biết cách đánh. Mình đỡ mình. Mình không biết đánh đâu mình lắm. Mới chỉ làm khoảng tầm 6-7 phút thôi. Nhưng mà cũng bắt đầu thấy thấm mệt rồi. Nhưng mà mình dùng mẻ vữa rất nhỏ. Thường thì khi bắt đầu vào một ngày làm việc thì các bác thợ phụ đánh một miếng vữa rất to. Bây giờ thì có sự trợ giúp của máy móc thì công việc này nó sẽ nhẹ nhàng hơn với các thợ phụ. Ai có thể dùng máy để đánh nữa. Rất mệt ạ. Mệt lắm. Mệt ruột này. Rất là mệt luôn. Không được ra thế nào. Rất mệt. Không được. Mệt lắm. Toát ra mồ hôi đấy, đau nhức lưng. Nếu đánh được một ít nữa thì bị đau thật xây. Bây giờ ta sẽ tiến sang cái công đoạn xây dựng. Mệt quá, rất mệt luôn. Nói chung là khá là mệt mỏi, mệt. Đây, bây giờ ta sẽ xây ở đây. Đây. Giờ sẽ xây cái đoạn này. Rất là mệt. Các bạn nhá. Không xây nhẹ nhàng như nào đâu.
bây giờ bắt đầu xoay. Ta sẽ chuyển cái gì nữa để xoay. Mệt lắm. Đau lưng nên là phải cần dùng cái ghế này bạn. Cái mà mình không phải là thợ chuyên nghiệp mà xây kiểu này đau lưng lắm. Đặt nguyên vữa đầu tiên vào đây. Dây này để ta làm chuẩn. Xây tiếp. Rất là mệt đấy các bạn. Không đơn giản đâu. Để thợ xây này là cũng khá là vất vả. Các bạn. Vất vả lắm. Hay cái vất vả đấy. Mệt đấy, công việc này rất là mệt. Nên là các bạn là có sức khỏe thì nên tham gia vào công việc như này. Công việc này đòi hỏi sức khỏe rất là cao. Đây là những buổi giải lao rất là ý nghĩa sau những giờ dậy căng thẳng. Khả năng nốt viên gạch này là phải đi uống cốc cà phê rồi bạn, không chịu được nữa rồi, mệt lắm. Sau này ta lại tiếp tục làm. Nên là mình làm cho gia đình cái này thôi. Còn nếu mà đi bác mà đi làm thuê thì không có chuyện lại. Vừa đặt được 3 viên gạch này là bắt đầu lại vào làm cốc cà phê rồi ạ.
Chào các bác nhá. Giờ đi làm cốc cà phê đã. Mệt rồi.